À, hôm nay giới thiệu các bạn các xe nhá. Đây là xe gì đây với bạn Bin? Xe gì đây? Đúng rồi, con xe này. Đúng rồi, con xe này. Xe gì đây? Đúng rồi, xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa xúc đất à? Bạn Bin hay dùng xe cần cẩu múc xúc đất này. Xe cứu hỏa để cho bạn cứu hỏa nghỉ ngơi nhá. Hôm nay bạn làm việc cứu hỏa mệt quá, chuyện bạn chữa cháy rất nhiều nơi. Đây còn hai xe này, hai xe bình xịt đây này, hai xe xịt cứu hỏa này, đây hai xe cứu hỏa kìa, đấy hai xe đấy, trong biệt đội ba xe đấy, đúng rồi, đấy xe tải đấy. Có xe nào hỏng không? Bạn sửa chữa đi xe nào, bạn sửa chữa đi xe nào, có xe nào hỏng không? Này gì, xe cứu hỏa của chúng tôi. Có rất nhiều xe nhá các bạn nhá. Rất nhiều xe, xe ủi nữa nè. Có rất nhiều xe, xe ủi. Nhưng xe ủi bị hỏng rồi, mất thêm thời gian. Quá nhiều xe luôn. Ui, tuyệt vời, nhiều xe. Đấy. Xe bồn phải không? Đúng rồi, xe bồn đấy. Siêu xe tí hon rất là xinh xắn đáng yêu của chúng ta. Xe cái này, xe gì xe đấy, xe gì đây, xe gì đây mới đụng bạn cái đi. Đúng rồi, bạn Bi giỏi quá, Bi mới có 2 tuổi thôi đấy các bạn. Đấy, bạn xe gì bạn cũng biết đấy. Đấy, bạn bạn đã sửa chữa các xe, bạn đi tập hợp lại các xe. Đấy, còn xe gì nữa không? À, bạn đang bụi vào mắt. Bụi vào mắt đi. Bụi cho. Đấy. Đấy. Xong rồi, khỏi rồi, khỏi rồi. Đồ tụ cụ sửa chữa. Mình mang đi sửa. Rồi. Còn cái gì nữa không? À, còn một chiếc xe rất là lớn.